Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức bình luận hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu và chủ nhật của Đài Truyền hình Việt Nam. Hôm nay là thứ tư ngày 2 tây tháng 10 năm 2024. Chương trình tin tức và bình luận hôm nay sẽ có hai video và ra mắt cách nhau 15 phút. Trong video 2 của hôm nay, Việt Linh có một bản tin Hoa Kỳ, một bản tin bầu cử và hai bài bình luận xin gửi đến quý vị thính giả. Chúng ta bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ đầu tiên trong chương trình hôm nay, kính thưa quý vị. Với nhan đề tượng Trump khỏa thân cao 13 mét, nói lên điều gì? Kính thưa quý vị, Las Vegas là nơi có nhiều thứ có thể khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Nhưng mà một tác phẩm nghệ thuật mới mô tả Donald Trump như một con rối khỏa thân cao 43 feet, tức khoảng 13 mét, được làm bằng xốp phủ trên cốt thép và nặng khoảng 6.000 pounds, tức là khoảng 2.700 kg. Đây là bức tượng khổng lồ khỏa thân của Trump. Nó sẽ đi khắp nước Mỹ như một phần của chuyến lưu diễn quanh co và tục tiểu. Nhưng mà trước tiên mọi người có thể tận mắt chứng kiến nó ngoài đời thực và trong tự nhiên ở Las Vegas ngay lúc này. Nó có thể khiến mọi người phải ngạc nhiên vì độ cao lớn của bức tượng và dễ dàng nhận ra nó từ xa. Các nghệ sĩ điêu khắc, họ muốn đi du lịch khắp đất nước với dự án lớn này. Kể từ thứ Sáu, bức tượng của Donald Trump cao 13 mét đã được treo trên cần cẩu xây dựng bằng dây thừng trên một con phố phía bắc Las Vegas. Hình tượng xấu xí và thô bỉ này được cho là khá tục tiểu. Các nghệ sĩ điêu khắc là những người muốn giấu tên, họ muốn sử dụng bức tượng để châm ngòi cho một cuộc thảo luận về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Theo những người tổ chức chuyến lưu diễn này thì họ cho biết rằng việc mô tả tượng Trump khỏa thân là một sự cố ý, như một tuyên bố táo bạo về tính minh bạch, sự yếu đuối và hình ảnh công chúng của các nhân vật chính trị bất xứng, dối trá và bị lột trần trụi nhất có thể. Theo tài liệu báo chí, những người tổ chức cũng muốn khơi dậy cuộc trò chuyện về sự minh bạch hoặc thiếu minh bạch trong chính trị, thách thức người xem suy nghĩ nghiêm túc về ảnh hưởng chính trị. Vào ngày 5 tây tháng 11, đất nước sẽ quyết định liệu Kamala Harris của đảng Dân Chủ hay Donald Trump của đảng Cộng Hòa sẽ chuyển vào Tòa Bạch Ốc. Tác phẩm điêu khắc về Donald Trump bị khỏa thân một cách trần trụi, không cố che đậy bất cứ chi tiết nào. Nó không phải là một điều gì mới, bởi vì 8 năm trước đây, một nhóm hoạt động cũng ẩn danh đã dựng lên một số bức tượng như vậy của Donald Trump, nhưng chúng chỉ có kích thước bằng người thật, không giống như lần này với chiều cao là đến 13 mét và đứng từ xa đã dễ dàng nhận ra. Những hình ảnh về bức tượng khỏa thân này của Donald Trump đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Một số người gọi cuộc biểu tình bằng tượng khỏa thân về Trump là phi Mỹ và tỏ ra phẫn nộ, nhưng mà nhiều người khác thì lại thấy thích thú với điều này. Hình ảnh gây tranh cãi mới nhất về Donald Trump xuất hiện sau khi một khinh khí cầu mô tả ông ta trong hình ảnh của một đứa trẻ bay trên quảng trường của Quốc hội London bên Anh trong cuộc biểu tình phản đối chuyến thăm cấp nhà nước của ông ta đến Vương quốc Anh vào năm 2019. Nhưng mà con rối tóc vàng mang tên Donald Trump sẽ không ở lại Las Vegas lâu hơn, bởi vì bức tượng này sẽ sớm được di chuyển đến những địa điểm mới. Và trong giai đoạn cuối cùng của chiến dịch bầu cử Hoa Kỳ, nó được cho là sẽ di chuyển qua các tiểu bang xung đột, tức là các tiểu bang mà cuộc bầu cử cuối cùng sẽ được quyết định. Năm nay, những nơi đó bao gồm các tiểu bang Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. Phó Tổng thống Kamala Harris hiện đang dẫn đầu ở tất cả 7 tiểu bang xung đột này. Nevada là tiểu bang đã bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ trong 4 cuộc bầu cử tổng thống gần đây nhất, nhưng chỉ với cách biệt rất nhỏ. Vào năm 2020,
Joe Biden đã giành chiến thắng tại tiểu bang này với 50,1% số phiếu bầu so với 47,7% của Donald Trump. Và chúng ta bắt đầu bài bình luận đầu tiên trong chương trình hôm nay, kính thưa quý vị, với nhan đề Donald Trump có một lý thuyết mới lạ về số lượng người tham dự đang giảm sút của ông ta. Kính thưa quý vị, trong một cuộc meeting của Trump ở Wisconsin vào thứ Bảy, đã được chuyển đến một địa điểm trong nhà vào phút chót, sau khi cơ quan mật vụ cho biết là họ không thể có đủ nhân sự để bố trí cho một sự kiện ngoài trời, bởi vì nhiều mật vụ của họ đang phải có mặt tại New York để bảo đảm an ninh cho các chức sắc thế giới tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Và Donald Trump đã lên tiếng đổ lỗi cho mọi người trừ bản thân mình vì các cuộc vận động tranh cử yếu kém ít người của ông ta. Donald Trump đã cố đổ lỗi cho Tổng thống Joe Biden vì số lượng người tham dự quá ít tại một trong những cuộc vận động của ông ta vào cuối tuần vừa rồi. Trump đã đưa ra quan điểm riêng của mình về các thủ tục trong một cuộc meeting ở Erie, Pennsylvania vào Chủ nhật. Ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa tuyên bố rằng các kế hoạch cho một cuộc meeting lớn vào ngày hôm trước đã bị hủy bỏ vì chính quyền Biden đã không cho chúng tôi có đủ người cần thiết để bảo vệ sự kiện lớn này. Donald Trump tuyên bố rằng ông ta đã bị ngăn cản tổ chức một cuộc meeting ngoài trời trước 50.000 người. Thưa quý vị, tôi nhắc lại, 50.000 người theo dự kiến, và thay vào đó chỉ phải chấp nhận một cuộc meeting nhỏ hơn trong nhà với 1.000 người bên trong. Như vậy là ông ta cho rằng 49.000 người kia buộc phải trở về nhà trước khi cuộc meeting bắt đầu. Trump nói rằng chúng tôi có 50.000 người muốn xuất hiện trong buổi meeting ngoài trời, nhưng mà họ không muốn tôi ở bên ngoài vì an toàn của tôi. Họ nói rằng họ không thể đưa đủ người đến vì họ đang phải bảo vệ Liên Hiệp Quốc và Iran. Tổng thống Iran ông ta đang ở đây. Cho nên 49.000 người ủng hộ tôi phải buồn bã, phải trở về nhà trong sự thất vọng ê chề. Nghe tội nghiệp quá quý vị. Nhưng mà trong cuộc tranh luận tổng thống đầu tháng này, bà Kamala Harris đã kêu gọi người xem tham dự cuộc meeting của Trump và tự mình chứng kiến rằng đám đông ủng hộ Trump ít hơn, và những người tham dự thường bỏ về sớm bởi vì họ bị kiệt sức và buồn chán bởi những bài phát biểu lan man của ông ta. Dòng chữ tấn công này dường như đã chạm đến trái tim ái kỷ ác tính của Donald Trump. Đến mức giờ đây ông ta đang cố gắng giải thích hiện tượng ít người này. Trump tuyên bố rằng mọi người không bao giờ rời khỏi các sự kiện của ông ta, mà họ phải trở về nhà sớm vì không được cho vào bên trong. Tuy nhiên mới đây nhất thì ở Erie, Pennsylvania, thì người ta vẫn có thể thấy những người tham gia cuộc vận động của Trump đã lục tục kéo nhau rời khỏi sự kiện sớm, trong khi mà Trump vẫn còn đang thao thao nổ. Lời kết cho bài bình luận này: tuy nhiên vẫn, thưa quý vị, câu chuyện đổ thừa cho ông Joe Biden đã không cung cấp đủ người bảo vệ để tổ chức các sự kiện ngoài trời của Donald Trump. Và điều đó đã khiến cho 49.000 người phải thất vọng ra về. Chỉ có 1.000 người may mắn được vào bên trong hội trường đã làm tôi phải ôm bụng cười mãi. Một tên giáo chủ láo xạo Donald Trump và các đảng viên Cộng Hòa, đám MAGA mít vàng, vẫn luôn lên tiếng đổ thừa cho Tổng thống Joe Biden mọi thứ, từ việc giá xăng cao, giá hàng hóa cao, bão tố làm sập nhà, sập hàng rào, không có điện, xe hư, con học dốt, thi rớt, cũng đổ thừa Biden. Vợ không đẻ được hay là đẻ khó, cũng đổ thừa Biden. Thậm chí nhà hư máy lạnh, sập hàng rào, bị táo bón, cũng đổ thừa Biden. Không biết còn chuyện gì nữa hay không mà họ có thể lên tiếng đổ thừa cho ông Biden được.
Và chúng ta bắt đầu một bản tin Hoa Kỳ thứ hai, kính thưa quý vị. New York Times ủng hộ Kamala Harris cho chức vụ tổng thống. Kính thưa quý vị, ban biên tập của New York Times chưa từng ủng hộ một ứng cử viên Cộng hòa nào làm tổng thống kể từ thời cố tổng thống Dwight Eisenhower năm 1956. Ban biên tập của tờ New York Times hôm thứ Hai đã lên tiếng công khai ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris, gọi bà là lựa chọn yêu nước duy nhất cho chức tổng thống, đồng thời phác họa một bức tranh ảm đạm về nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump. Thay vì khen ngợi ứng cử viên được ưa thích, thì hội đồng báo chí của New York Times đã dẫn đầu một sự ủng hộ của mình đối với Kamala Harris bằng cách liệt kê các lập luận không đủ tư cách chống lại Trump. Khi họ viết rằng thật khó để tưởng tượng ra một ứng cử viên nào không xứng đáng hơn để làm Tổng thống Hoa Kỳ. Sự thật rõ ràng và nản lòng này rằng Donald Trump không đủ tư cách để làm Tổng thống là đủ để bất kỳ cử tri nào quan tâm đến sức khỏe của đất nước chúng ta và sự ổn định của nền dân chủ của chúng ta đều buộc phải từ chối sự trở lại của ông ấy. Một hội đồng báo chí bao gồm 14 nhà báo bình luận. Họ đã viết rằng vì lý do này, bất kể bất kỳ bất đồng chính trị nào mà tất cả những cử tri có thể có, thì Kamala Harris vẫn là lựa chọn yêu nước duy nhất và xứng đáng nhất cho chức vụ tổng thống. Vào tháng 7, 10 ngày trước khi Tổng thống Joe Biden rời khỏi cuộc đua, và sau khi ban biên tập New York Times đưa ra lời kêu gọi ông nên làm như vậy, thì ban biên tập đã xuất bản một bài xã luận gồm 5 phần chỉ trích gay gắt Donald Trump. Bản xác nhận hôm thứ Hai gọi Kamala Harris hoàn toàn trái ngược với mô tả về Trump là một công chức tận tụy và là sự thay thế cần thiết cho Donald Trump. Hội đồng tập trung vào các kế hoạch của bà Kamala Harris về kinh tế, chăm sóc sức khỏe, chính sách đối ngoại và nhập cư như là lý do để bầu bà thay vì Donald Trump. Và trong khi hội đồng thừa nhận một số kế hoạch của Kamala Harris không chi tiết như cử tri mong muốn, thì vẫn còn nhiều mối nguy hiểm và rõ ràng hơn về một nhiệm kỳ tổng thống thứ hai nguy hiểm của Donald Trump. Trích dẫn việc ông ta từ chối chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử trước và có khả năng là cả cuộc bầu cử sắp tới này, và lời hứa sử dụng chính phủ để tấn công và trả thù những kẻ thù chính trị của ông ta. Họ viết rằng nếu cử tri Mỹ không đứng lên chống lại ông ta, Trump sẽ có quyền lực và gây ra tác hại sâu sắc và lâu dài cho nền dân chủ của chúng ta. Hội đồng viết rằng có một số điểm tích cực trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump. Tuy nhiên, ngay cả khi mục tiêu chung của Donald Trump có thể có giá trị, thì sự kém cỏi trong hoạt động, tính khí thất thường và sự liều lĩnh của ông ta thường dẫn đến những kết quả tồi tệ hơn. Chính vì những lý do đó, New York Times cho rằng Kamala Harris là lựa chọn duy nhất cho chức vụ tổng thống. Và bài bình luận thứ hai và cuối chương trình hôm nay, kính thưa quý vị, với nhan đề Donald Trump đang phát điên hay cố tình diễn kịch. Kính thưa quý vị, giờ đây người dân Mỹ dường như họ đã quen với Trump khi mà ông ta gọi bà Phó Tổng thống Kamala Harris là người ngu ngốc, hoặc xúc phạm bà là điên rồ, hoặc gọi bà là kẻ lập dị cực đoan cánh tả. Cuối tuần qua, Trump đã tiến thêm một bước xa hơn nữa. Bây giờ ông ta thậm chí còn tuyên bố rằng bà Kamala Harris bị rối loạn tâm thần và kêu gọi, nhưng mà không biết kêu gọi ai, để bắt giam bà Phó Tổng thống đương nhiệm. Đây đúng là chuyện lạ. Ngược ngạo làm sao khi mà chỉ có nước Mỹ mới xảy ra những chuyện như vậy. Với một tên cựu tổng thống tệ hại, là một người đang gánh trên vai nhiều cáo trạng, đã bị một bồi thẩm đoàn kết tội và đang chờ ra tòa, lại đòi bắt giam bà Phó Tổng thống đương nhiệm của đất nước. Năm 2016, Trump đã kêu gọi nhốt bà cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. Năm 2020,
Trump đã gọi Joe Biden là tội phạm và kêu gọi nhốt tù ông. Rồi đến năm 2024 lại kêu gọi nhốt bà Kamala Harris vì với tư cách là phó tổng thống, bà đã chủ trì các chính sách thực thi biên giới mà Trump phản đối. Năm 2016, cái cớ của Trump là bà Clinton vi phạm giao thức email của Bộ Ngoại giao. Năm 2020, những cáo buộc đã bị bác bỏ rằng Biden hưởng lợi từ hoạt động kinh doanh của con trai mình ở Ukraine. Bây giờ 2024 thì lại là vấn đề nhập cư. Mỗi năm, mỗi lần tranh cử, Trump đều có lý do để đưa ra để đòi nhốt người này, nhốt người kia. Các nhà chiến lược tranh cử của Trump đã gần như phải quỳ gối để cầu xin ông ta hãy biết tự kiềm chế bản thân, những phát ngôn ngược ngạo, cổ súy bạo lực, bởi vì chúng sẽ làm hại ông ta nhiều hơn là có lợi. Họ khuyên ông ta hãy lo tập trung vào các vấn đề chính trị, lạm phát và tình hình ở biên giới. Nhưng mà tất cả những lời khuyên can, nhắc nhở, cảnh báo đối với Donald Trump đều vô ích. Đây không gọi là sự điên rồ của một tên ngáo đá, coi trời bằng vung. Cứ tưởng mình là người không ai có thể đụng đến và có quyền miệt thị xem thường tất cả mọi người. Thì còn biết dùng thuật ngữ nào để lột trần được bản chất côn đồ, lưu manh của một tên nhà giàu chuyên lừa đảo này, thưa quý vị. Đặc biệt là trong vài ngày qua, Donald Trump đã đưa ra những thuyết âm mưu không thể ngớ ngẩn hơn. Trump từng nói các tua bin gió gây ra bệnh ung thư và giết chết cá voi ngoài biển. Bây giờ thì ông ta lại tuyên truyền về một điều gì đó về việc người Haiti ăn thịt chó mèo. Môi trường chính trị của Trump cũng đã biến chất thành một màn trình diễn quái đản. Ví dụ gần đây nhất là Mark Robinson, ứng cử viên đảng Cộng hòa cho chức thống đốc bang North Carolina. Trump đã ủng hộ ông ta trong các cuộc bầu cử sơ bộ và gọi ông ta là Martin Luther King của thế kỷ 21. Mặc dù vào thời điểm đó người ta đã biết rằng Mark Robinson đã đưa ra những tuyên bố chống phụ nữ và chống người đồng tính, cũng như phân biệt chủng tộc và tầm thường hóa phần diệt chủng Holocaust. Kể từ khi được biết Mark Robinson đã đưa ra những bình luận như là "Tôi là Đức Quốc xã da đen" trên một trang web khiêu dâm dành cho người da đen và ủng hộ việc tái áp dụng chế độ nô lệ tại nước Mỹ, thì Donald Trump đã rất lo sợ sẽ mất đi tiểu bang xoay vòng quan trọng này một lần nữa. Và trước đó không lâu, Trump đã lôi kéo nhà lý luận âm mưu cực đoan cánh hữu Laura Loomer, là người phủ nhận vụ 911, đến cùng với ông ta để dự lễ tưởng niệm các vụ tấn công ở Manhattan. Con người của Donald Trump luôn được bao quanh bởi nhiều nhân vật đáng ngờ, chẳng hạn như Marjorie Taylor Greene, là người từng tuyên bố rằng các vụ cháy rừng ở California là do khẩu pháo, súng laser của người Do Thái trong không gian. Hoặc là với Matt Gaetz, là người mà Ủy ban Đạo đức Hạ viện vẫn đang điều tra xem liệu anh ta có quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên hay không. Hoặc là với cố vấn an ninh ngắn hạn của mình, Michael Flynn, là người hiện có liên hệ với giáo phái QAnon chuyên tung ra những thuyết âm mưu. Hay là Kristi Noem, thống đốc South Dakota, là người đã khoe khoang về việc bắn chết con chó nhỏ của mình. Toàn là những thành phần, trời ơi, thưa quý vị. Dù có khởi đầu tốt, nhưng mà đảng Cộng Hòa lại đạt được kết quả khá khiêm tốn trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 và thua các cuộc bầu cử phụ quan trọng. Việc thiếu chất lượng của các ứng cử viên mà Trump chuyển đến đóng vai trò quyết định trong từng trường hợp. Nhưng mà cụ thể nhất là ở tiểu bang Georgia, nơi cựu ngôi sao bóng bầu dục Herschel Walker đã phải nhường ghế thượng viện thứ hai của đảng Cộng Hòa cho đảng Dân Chủ. Hoặc là ở Pennsylvania, nơi bác sĩ truyền hình Dr. Oz đã phải chịu một thất bại. Hoặc là ở Arizona, nơi cựu bình luận viên truyền hình Carrie Lake không được bầu làm thống đốc
và có thể sẽ không được bầu làm thượng nghị sĩ trong 5 tuần nữa. Nói chung, sự điên rồ của Donald Trump có hai cách giải thích hoàn toàn trái ngược nhau. Đối với một số người, nó đơn giản không phải là ngọn nến sáng nhất trên chiếc bánh. Thêm vào đó là tính tự ái bệnh hoạn của ông ta, có nghĩa là ông ta luôn dung túng cho những kẻ nịnh bợ xung quanh mình. Donald Trump rõ ràng chỉ là một chú hề trước công chúng Mỹ, không hơn không kém, thưa quý vị. Cách giải thích khác nhau nó như thế này. Donald Trump thích đóng vai hề tàn bạo trước công chúng. Trump biết rằng thực tế không còn nhiều những cử tri chưa quyết định. Claire Mallon tóm tắt luận điểm này trên tờ New Yorker như sau. Lý thuyết của nhóm Donald Trump là tại sao chúng ta phải lãng phí sức lực để thuyết phục mọi người bỏ phiếu cho một trong những tổng thống không được lòng dân nhất trong lịch sử nước Mỹ. Mà tốt hơn hết, chúng ta hãy khơi dậy cơ sở trung thành của chúng ta và tìm những người hâm mộ Trump, những người thường không đi bỏ phiếu. Đó chính là lực lượng quan trọng nhất. Và lời kết cho bài bình luận này, kính thưa quý vị, Vladimir Putin, người được Donald Trump ngưỡng mộ, từ lâu đã thành thạo phương pháp tuyên truyền này. Fiona Hill, chuyên gia về Nga và là cựu cố vấn an ninh, đã giải thích rằng thật đáng kinh ngạc, đài RT là kênh truyền hình của Nga và cặp loa phóng thanh VT, có nghĩa là Vance Trump, giống hệt nhau. Đó là họ cùng lạm dụng vấn đề nhập cư và thông tin sai lệch. Nhưng mà rõ ràng, với chiến lược điên rồ của mình, Donald Trump đang gặp rủi ro lớn. Bởi vì khi làm như vậy, ông ta có thể thu hút một số người ủng hộ có xu hướng thấp đi đến thùng phiếu. Nhưng mà ngược lại, ông ta cũng đang khiến những đảng viên Cộng hòa tử tế và những người độc lập bảo thủ còn lại sợ hãi, tránh xa ông ta. Liệu kế hoạch điên rồ, thích miệt thị người khác, chửi bới tấn công người khác và kêu gọi bạo lực có thành công hay không, sẽ có câu trả lời rõ ràng vào ngày 5 tây tháng 11 sắp tới. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị thính giả khắp nơi. Xin kính chúc quý vị thính giả được luôn an lành, nhiều sức khỏe và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Xin kính chào.